Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình. Và mình là Lộc Zutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục khám phá trong thế giới Hexxit này nha. Và ở tập trước á, thì mình đã dừng chân tại gốc cây cổ thụ này rồi, và đã có khám phá ở phía trên cái cây này. Và trong ngày hôm nay thì mình sẽ khám phá nốt tầng phía dưới của cái cây nha. Đây chính là con đường để đi xuống phía dưới nè. Giờ thì mình sẽ cất cái giường vào đây để có thêm không gian. Và coi nào. Wow, mới vào. Ui, tấm áp lực. Phải đập mấy cái tấm áp lực này ra, nguy hiểm lắm. Biết đâu ở dưới có TNT hay là bẫy gì là toan mình á. Rồi. Và mình nghe tiếng a. Zombie cầm trái tim nữa chứ. Định há tim mình à. À, đây là căn cứ của mấy anh skeleton. Được. Skeleton nè. Skeleton hả? Chấp hết. Cùng mình quá mạnh rồi. Bắn cùng với mình là sai nha. Mình có cung vip mà dám bắn với mình. Mấy anh này thì cho rất là nhiều mấy cái essence luôn. Và những cái essence này thì ghép lại sẽ tạo thành magic essence. Thì chúng ta có thể chế tạo tiếp những cái cây step ấy. Rồi tiêu diệt nốt cái anh này. Anh skeleton này. Và đây mình phát hiện có một cục gạch đá nứt nè. Mấy cái cục này thường thường sẽ giấu đồ bên trong á. Đó, y rang luôn. Hôm bữa mình có đập thử rồi. Và trong đây thì nó cho mình than cũng như là sắt. Nhưng mà mấy cái đồ vàng thì chắc mình sẽ không cần lấy, tại vì đồ đó khá là yếu ấy. Và ở đây coi, bộ đây hết đường rồi. Và ở đây thì mấy ảnh có lớp. Ui, ông pháp sư gây buồn nôn nữa nè. Ấy da, rồi xong trúng độc ông ơi. Đừng để ổng đánh trúng, thế nào mình cũng bị trúng độc buồn nôn cho coi á. Cẩn thận. Tiêu diệt nè. Bắn từ từ thôi. An toàn là chính, để không thôi chúng đập ổng buồn nôn mà ha, không có bánh được nữa. Đó, tiêu diệt được rồi. Này thì hé ông pháp sư. Ui, có rương. Một cái fur claw helmet. Và một cây kiếm bự, Đang lút đồ mà quýnh hả? Quýnh mình nè. Dám đánh mình hả? Người ta đang lựa đồ hả? Cứ quýnh hoài. Rồi cắt bớt những thứ không cần thiết. Kiếm vàng nè, quả trứng nè, những cái khúc xương cắt vào hết. Và cho vào cái rương này đi, cho cái ba lô này đi. Nó cho vào đây. Vậy là mình có thêm không gian để loot đồ tiếp rồi. Cắt tiếp rồi dụp. Hình như cái này nó còn khá là bự ấy. Nó còn quái là còn đường á, tại vì có quái thì sẽ kiểu như là bảo vệ cái khu vực này ấy, các bạn ơi. Và skeleton này. Rồi vậy là xong được một tiếp, xong được một căn phòng nữa rồi. Ở đây có những cái tấm áp lực nên đập ra. Ui, sao mình nghe tiếng con skeleton nó ngõm rồi. Ui, mấy này quánh nhau à. Dám đánh đồng minh hả? Đồng minh mà cũng đánh nè. Rồi tiêu diệt hết. Mấy anh mà mặc đồ kim cương á, mình quánh còn rơi ra cả kim cương cho mình nữa, rất là tốt luôn. Và đây là một cái thư viện nữa. Rồi kiểm tra thôi. Loot bên trái trước đi. Bên trái có đồ xịn liền mà. Một cái áo giáp scale jet spy. Cái áo giáp này trong cái set đồ mà nè, áo giáp này trong set đồ nè. Được rồi, mình sẽ lấy về một cái iron danger á. Cái này chắc mình chế tạo được đúng không? Mình không chế tạo được á. Không chế tạo được thì lấy cung vàng thì lấy luôn đi. Đó, còn cái rương bên đây. À, được hai cái step. Vứt bớt mấy thứ linh tinh vào. Đó. Vậy là xong rồi. Nhưng mà cái công trình ở phía dưới khu vực này khá là bé. Mỗi bữa thì rất là rộng luôn, khám phá cả buổi trời. Còn cái này đi vài vòng là hết trơn à. Và chắc chuyến khám phá 2 ngày này chắc kết thúc rồi. Mình sẽ quay về nhà ấy để chuẩn bị đi vào cái Twilight Forest. Tại vì mình đã khám phá phía trên này rất là nhiều rồi. Hầu như gần hết những cái công trình ở phía trên rồi đó. Nên chúng ta sẽ đổi qua những cái chiều không gian khác nha. Và giờ mình sẽ giữ kinh nghiệm vào cái bàn Essence này trước. Đó. Rồi sau đó thì mình sẽ chế tạo thật là nhiều những cái step này. Tại vì mình dự định sẽ đi qua Twilight Forest đây. Vùng đất đó sẽ có nhiều quái nè, và cũng như boss hơn. Nên mình cần phải có những cái step, electric step để di chuyển dễ dàng. Và giờ thì mình sẽ cho cái áo giáp này vào trong cái này đi. Mình sẽ làm thật là nhiều đi. Kế tiếp thì mình sẽ mang những cái step này và cho vào trong cái ba lô ấy. Hư cây nào thì mình sẽ thay cây đó, tại vì mình có rất là nhiều mà. Rồi đầu tiên thì mình sẽ làm trước khoảng 3 cây đi nha. Mình sẽ làm khoảng 3 cây á. Electric nè, step nè, rồi 1 nè. Cái này nó không stack với nhau, quên. Mình sẽ tạm thời chế tạo 3 cái trước. Rồi sau đó thì mình sẽ cho hết mấy cái còn thừa vào trong cái ba lô và enchant nó lên. Cái này thì mình chỉ enchant cái dòng chậm hỏng thôi, thành ra chắc nó cũng không tốn quá nhiều kinh nghiệm đâu. Nó tốn khá là ít kinh nghiệm luôn. Rồi enchant tiếp một cây nữa, búp, và cây thứ ba không bị phá vỡ, búp. Đó, vậy là mình có được 3 cây. Lần này bay ha, thỏa thức luôn nha. Rồi cho vào đây nè. Và bây giờ thì mình cần phải chuẩn bị một viên kim cương. Đó, kế tiếp là những cái bông hoa. Bây giờ mình sẽ ra ngoài để tìm hoa nhé. Hình như để làm được cánh cổng đó thì chúng ta cần 2 loại hoa thì phải, hoa vàng và hoa đỏ, và một cái hố có kích thước là 2x2 và cho nước vào bên trong. Sau đó thì mình sẽ kích hoạt cái cổng bằng cách là đổ nước vào ấy. Cho kim cương vào chứ, nhầm. Rồi giờ thì mình sẽ đào một cái hố ra trước. Mình sẽ đào ở bên đâu ta? Mình sẽ đào bên trong cái nhà. À không, bên trong nhà không có đất, làm trước cái nhà này đi. Đây mình sẽ làm cái chỗ là một. Ui cái xẻng. Xẻng mình đào nhanh quá. Rồi đặt cái này lại, sau đó đào tiếp ở bên đây ra. Đó, kế tiếp thì mình sẽ cắm hoa ở xung quanh thôi. Hình như 2x2 thì phải á. Giờ mình cần thêm 2 bông ở đây. Rồi cho vào. Ui giật mình á. Ôi lần 3 thì mình đã làm đúng rồi các bạn ơi. Và cánh cổng này thì nó sẽ dẫn mình tới Twilight Forest đấy. Rồi để coi. Giờ thì tạm thời mình sẽ vào trong nhà ấy, để chuẩn bị những thứ cần thiết để đi xuống dưới thôi. Đi xuống dưới thì mình sẽ chạm trán rất là nhiều boss luôn. Nào theo như mình biết á, nào là có boss ghast này, boss rắn này, rồi boss skeleton này, rồi boss rồng nữa. Theo mình biết thì chỉ có 4 con boss đó thôi, không biết còn con boss phụ không nữa. Nếu các bạn biết thêm những con boss nữa thì đừng quên comment phía dưới nha, để mình có thể đánh hết luôn, để không thôi đánh sót á. Rồi, và trước khi đi xuống dưới thì mình cần phải sửa lại bộ giáp của mình trước nè, ăn kinh nghiệm lại cái đi. Rồi sau đó thì mình sẽ cho cái áo giáp vào sửa, quần nè, ủng nè, và cái áo nè. Rồi, và nếu xuống dưới mà mình nhặt thêm được những cái Hexical Essence hoặc là những cái Hexical Diamond thì mình sẽ chế tạo thêm những cái bộ giáp trong mod pack Hexxit nhá. Mình hiện tại mình mới có sở hữu set thiếp thôi, vì những cái Hexical mình khá là ít gặp luôn á. Rồi, kế tiếp mình sẽ sửa kiếm lại. Ui, nhầm rồi. Sửa kiếm lại vô đây nhá. Sửa lại nè. Và mình cái cây gậy thì không có sửa lại được, nó rất là tiếc ở chỗ đó ấy. Và những cái file step thì chắc mình sẽ không cần mang đâu, tại vì mình đánh nhau chủ yếu là dùng kiếm mà, nên dùng gậy thì chắc là nó sẽ không hợp lý. Táo vàng thì cần đem theo nè, sắt thì chắc mình sẽ cho ở nhà cũng được, sắt than cho ở nhà đi. Và những cái ba lô thì mình phải mang để có thể chứa thêm những thứ cần thiết ấy. Xô thì mình sẽ đem theo 2 cái đi. Rồi thì mình sẽ chế tạo thêm một cái nữa. Và có gì mình còn múc nước và làm nước vĩnh cửu nữa. Mình có được 2 cái xô nè. Vào Danger thì mình sẽ để ở nhà. Rồi tầm này là khá là ổn. Dụng cụ thì có cúp kim cương, rìu sắt, sản sắt, cung xịn, và thức ăn thì có 59 cái bò bít tết luôn, khá là nhiều á. Rồi giờ thì chắc mình sẽ đi xuống dưới luôn đi. Và ngủ lần cuối ở nhà nhé. Rồi ngủ lần cuối tại nhà đi. Chuyến khám phá này không biết kéo dài bao lâu nữa, tại vì mình xuống dưới thì phải đánh hết boss thì mới được về á. Rồi xa cái cung điện của mình nhá, và chúng ta chuẩn bị đi vào một nơi rất là xa xôi và nguy hiểm luôn. Rồi ăn quả táo vàng trước khi đi xuống, trồng là 2 cái hoa, vứt cái hạt giống và đi vào thôi. 1, 2, 3, đi vào. No, làm ơn đừng có xuất hiện ngay cái hang con boss nha. Hy vọng xuất hiện ngay cái hang con boss là mình chạy không có kịp đâu á. Và để coi ở đâu vậy. Ui này, ui no. Ui Ui sao lại xuất hiện ngay cái hang con boss vậy. Ui mới vào thấy không được may mắn rồi. Đây mình sẽ làm dấu ở đây một cái nha. Cổng đi về. Nó mình sẽ lưu lại để có gì mình còn biết đường vào quay lại ấy. Đó sẽ xeo đó một cái đi. Và hiện tại mình đang ở tầng thứ 53, khá là cao. Và không biết chặt con boss Naga này nó có mạnh không nữa. Đầu tiên chắc mình sẽ ăn một quả táo vàng tiếp nhá. Ôi mà quên, táo vàng này nó không có cho mình cái hiệu ứng máu vàng ấy. Ôi chắc mình sẽ chạm trán trực diện luôn rồi. Hơi nguy hiểm, hơi nguy hiểm. Để đầu tiên mình sẽ dùng cung trước nhá. Boss Naga nè, nó ô, tính ra cũng không có quá mạnh đâu. Cây cung của mình bắn một hit mà mất khá là nhiều máu kìa. Mình thì sở hữu set đồ của... Ui, bắn trúng bé cụ. Và bé cụ trong đây có sừng luôn. Nè, Naga hả? Ui ui ui. Ui ui. 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 Naga cạp một cái mất rất là nhiều máu nhá. Naga hả? Đánh trực diện luôn nè, không thèm dùng cung luôn. Dùng kiếm của mình. Ở đâu rồi? Ui. Naga giờ còn bé tẹo hả? Ok. Đó, cho đánh mình thỏa thích luôn đi. Đây mình dùng kiên mình đỡ luôn nè. Ui, Naga yếu xìu hả? Tự hủy luôn. Mình đâu có đánh đâu, tự quánh cái khiên mà phản đam ngõm luôn á. Và mình được một ổ bánh mì và một cái Naga trophy. Vậy kiểu như cái huy hiệu hay sao á. Và mình sẽ vứt bớt những thứ không cần thiết vào. May mà con Naga nó kiểu như là không quá mạnh để có thể tiêu diệt được mình ấy. Và được Naga scale. Ô, Naga scale dùng để làm giáp. Để mình coi coi Naga. À, nó được cái quần nè và cái áo nhưng mà không có nón. Ồ, tiếc vậy ta. Ồ, mà không sao. Giờ mình sẽ cất những cái Naga scale này vào. Cất cái huy hiệu. À không, cái này thì mình sẽ cho vào ba lô riêng đi. Mình sẽ cho vào cái ba lô này đi. Ba lô này chứa thức ăn hả? Kiếm ba lô nào trống kìa. Kệ ba lô hồng này đi. Đó, mình sẽ chứa những cái vật phẩm rơi ra từ boss nè, cũng như là những cái huy hiệu ấy. Rồi khi nào mình sưu tập hết tất cả các huy hiệu và đủ vật liệu để chế tạo những cái set đồ thì mình sẽ quay về. Và ngoài ra ở đây nó cũng có những cái Hexical Essence nữa. Rất là tốt luôn. Rồi, cất Hexical Essence vào và đi tiếp thôi. Khu vực này không biết còn rương không nữa. Những bạn nào biết trong đây còn rương hay là còn gì bí mật á, thì đừng quên comment ở phía dưới nha. Để có thể mình quay lại đây nè và lấy lại đồ nữa. Và ở đây là cái khu vực gì đây? Ui. Ui con gì kìa. Chó sói, chó sói. Ui. Ui trong rừng này có những con chó sói nguy hiểm vậy. Ui cái này rừng cao lắm luôn á, có đom đóm nữa nè. Ui lọt rồi, lọt hố rồi. Ui mình mới thấy con gì bên đây thì phải. Đúng luôn, skeleton mà cầm cuốc. Ôi skeleton. Ui da no. Ui anh này hung vậy. Hung hãn vậy, người ta ha mới khèo, chưa khèo nữa mà quánh rồi. Này thì hung hãn hả? Ui chết rồi, mình gặp nguyên một đàn sói rồi. Ui. Ui khu rừng này là của đàn sói á, với mấy anh skeleton cầm cuốc. Ui cái lá cây gì mà cứng vậy? Lá cây cổ thụ của khác, quá trời cứng luôn, không biết dùng cúp đập được không? Dùng cúp cũng đập chậm nữa. Ui, rồi xong luôn. À. Ở đây có những cái tòa thành gì nè. Ồ, mình sẽ bật map lên một cái. Sói nè, tranh thủ chạy ra khỏi khu rừng này đi. Không thôi bị sói quánh hội đồng trong đây là không được đâu. Ui, sói này kiểu như tàn hình vậy đó. Ui ui. Ủa, hình như cái kia ở trên hả? À, hình như cái kia nó ở trên cái khu rừng này. Vậy là mình cần phải rời cái khu rừng này ra trước cái đã. Rồi sau đó mình sẽ bay lên phía trên tán lá ấy. Di chuyển ở phía trên thì mình mới gặp được cái công trình hay sao á. Ui nhện khổng lồ. Ui sau đây con gì nó cũng khổng lồ lên nó trơn vậy. Ui chó sói thì chó sói khổng lồ, mà nhện cũng là nhện khổng lồ nữa. Cũng biết dịch chuyển nữa nè. Ui mình quánh không có nhầm nhò với cái con này luôn á. Chỉ có con nhện đâu mà mình quánh. Quánh không lại rồi. Ồ được một cái ủng. Anh skeleton nè. Gì được một cái ủng gì nè. Được. Rồi đi tiếp. Đó, bắt đầu mình thấy là ở đây nó hơi nguy hiểm rồi đó nha. Kệ, nguy hiểm nhưng mà có kim cương cũng vui rồi. vứt bớt những thứ không cần thiết đi. Đó, và rời khỏi khu rừng này gấp thôi. Không thôi bị hội đồng như hồi nãy nữa là thì chết ấy. Mấy anh nhện quá trời mạnh luôn. Nhện bình thường thôi mà mình không, còn quýnh không lợi, huống hồ là mấy con boss nữa. Ui, đây đường ra đây. Đó, bay lên trên tán lá nè. Tới cho ta hai cái luôn, hai cái công trình rất là bự giống nhau nè. Để mình coi coi trên đây nó có cái gì nhá. Và ở đây nó cũng có những cái cánh cổng bóng tối nữa. Thôi rồi, để mình tập trung đánh những cái tòa thành cũng như là công trình dưới đây trước đi. Rồi những cánh cổng đó sau này mình quay lại trả thù sau. Wow, công trình gì mà bự vậy? Cao cực kỳ luôn. Wow, mình chế tạo 2-3 cây step nó là đúng rồi. Để coi nào, cái cây step mình nhét vô đâu rồi ta? Trong đây không có. Đây. Nó không sẽ lấy dự phòng ra một cây nhá. Cây này mà gãy mình còn lấy cây khác ra thế được nữa. Ui cái gì? Ghast, cái này có con ghast kìa. Ở dưới mình bắn lên trên nè. Cũng mình bắn không tới, vậy là phải áp sát rồi. Ok, giờ mình sẽ ăn trước cái bò bít tết này nè. Chuẩn bị cái khiên để cho nó có khả năng phòng ngự trước. Sau đó mình sẽ bay thẳng lên trên luôn. Hơi nguy hiểm nhưng mà chỉ có cách này thôi các bạn ơi. Rồi, đáp lên. Úi da. Đó, đáp lên trên rồi. Ui, cái này lò gỗ gì mà nó cứng cực kỳ luôn á. Mình đập cả buổi trời nè. Hầu như là không bể luôn á. Và đây có đường xuống. Vậy. Yeah. Ui, gì đấy? Cửa tự động hả? Ủa hay vậy? Ô, cái này cửa tự động nè. Ê, hay ghê luôn. Và đây là đường đi lên tiếp. Ủa? À, đây là cái đường để đi lên. À, trong đây có rương nè. Chuẩn bị rìu để đập những cái món đồ trong đây thôi. Một cái ba lô trống một xíu để mình có thể chứa đồ khi mà nhặt được. Rồi, được những cái Experiment. Là cái gì đây? Cái này thức ăn hả? Coi coi nó có làm được cái gì không nhá. Cái này thì không làm được gì hết. Rương đầu có vẻ không tốt cho lắm. Rồi, giờ mình sẽ qua mấy cái còn lại nha. Rồi, có đường xuống không? Đây có đường xuống nè. Nó như là những cái như vậy thì nó sẽ có rương ấy. Giờ mình sẽ lục hết cái khu này coi coi. Steel left wood và steel left hem và tower key, chìa khóa của cái tháp. Wow, mới mua đã được những cái đồ rất là tốt rồi. Vậy mình sẽ cắt vào đây. À không, cái này phải cắt vô ba lô hồng chứ. Để coi coi ba lô này có chứa không. Vì là ba lô bên đây nè. Đó, cái này thì mình sẽ cho vào bên đây đi để đỡ bị nhầm. Đó, cho vào. Rồi, và tower key thì mình sẽ để bên ngoài để một hồi mình gặp cái ổ khóa thì mình còn mở nữa. Bên kia thì hình như không có. Rồi, bay qua cái chỗ cao kế tiếp thôi. Đó, thành ra đi tới khu vực này á, thì nhất định phải có những cái electric step á, thì mình có thể di chuyển lên cao được thôi. Và đây là có một cái steel lab, lại một cái ủng nữa. Và firefly, những con đom đóm à. Và tiếp tục là tower key. Wow, mở ra. Đây có đường xuống nữa nè, để coi. Ui, ở đây có spawner. Ủa, spawner con gì vậy? Ui, những con nhện. Ui, spawner của mấy con nhện á. Ui, nè, nhện mini. Ui, đây là chỗ của mấy con nhện mini. Và đây có rất là nhiều. Ui. Ui, cái cửa này một xíu là nó sẽ tự đóng lại. Bắn Ghast nè. Ghast này không quá mạnh. Một hit thôi là ngõm được à. Mở cửa ra. Rồi, đi xuống dưới tiếp. Ui, càng ngày mình nghe tiếng những con nhện nó càng đông ấy. Ui chết rồi, mình gặp nhện thứ dữ rồi. Nó dịch chuyển tùm lum hết á. Ui, creeper hả? Dạ. Ui, con nhện tàng hình. Ui, nguy hiểm quá. Ô, cái này nó mở ra để mình lấy rương à. À, đúng rồi, mở. Ủa? À, mở ra để che cái rương. Ồ, mình đâu cần phải mở đâu, đập gì là lấy được rồi nè. kim cương. Và cái này để làm cái gì? Ồ, cái này để làm set đồ. Wow, được được được, lấy luôn. Cái nào làm được những cái set đồ là mình sẽ chịu khó mình gom về nhá. Rồi về nhà kiểm tra lại sao. Và có Ghast mini nữa. Ghast mini, Ghast mini hả? Ghast bự còn sợ chứ mấy Ghast bé xíu đó ai mà sợ. Rồi Ghast mini. Kế tiếp coi bên đây có gì không. Bên đây là những cánh cửa tự động à. Cái chỗ này nó hiện đại luôn á. Mình mà biết cách là ui, những con nhỏ mini này hoài luôn. Ai da. Ghast mini, creeper, creeper. Rồi. Ủa, tự nhiên đây có cái bít tông là sao? Không hiểu cho lắm. Ui, golem, golem, golem. Golem hả? Lỗi á. Đánh nè. Cái này là hệ thống bật đèn hay sao á? Mấy cái này chỉ như tương lai quá các người, mình cũng không hiểu nổi. Rồi, đặt cái này ra. À, bật cái này lại để mở rương. Nè, được rồi nè. Đó, tiếp tục là những cái I win in God. Anh golem, anh golem hả? Anh golem dám làm phiền tôi lấy đồ hả? Rồi giờ mình sẽ lấy những con firefly này về luôn nhá. Và steel clip thì mình dùng để chế đồ hồi nãy ấy. Ui còn xa lắm. Ui cái gì kìa. Nó nhìn mình kìa. Hello. Ui sao một mũi không ngỡm hả? Hello. Rồi đi vào trong lại. Hello nó một cái rồi. Ui đây đường ra, đây đường ra. Ủa đây cũng vậy luôn. Ủa vậy là đường này mới đi lên trên à? Ồ, đây là những cái cầu thang. Cái hệ thống này nó cao quá ấy, và rất là chằng chịt luôn. Mình một hồi chắc mình sợ bị lạc quá à. Nếu mà bị lạc thì mình sẽ đập cái này nè để chạy ra bên ngoài nhá. Nhưng mà cái gỗ của nó thì hơi bị cứng á. Mình nghĩ tại vì ở đây có nhiều Ghast ấy, thành ra nó phải trang bị một cái vật liệu xây dựng cứng cáp để kiểu như là an toàn khi mà mỗi lần những con Ghast nó đánh mình. Nó lỡ mà nó đánh mình để bảo vệ thôi, mà đánh cháy hết căn cứ của nó thì đâu có được. Giờ thì mình bay lên trên cho nó nhanh. khỏi lội cầu thang chi cho mệt. Rồi đập cái này ra. Lại là ui được một cái quần nữa nè. Gì lấy quần, lấy quần. Rồi vứt mấy cái emerald sát đi và những thứ không cần thiết á, và lấy tiếp những cái tower khay. Mình được 3 cái tower khay rồi. Cái này để mình coi coi chút mình đói mình ăn thử coi nó được cái hiệu ứng gì nhá. Đi tiếp, đi tiếp. Tới đây hết đường rồi. Ô đi lên trên để lấy một cái rương nhỏ vậy thôi hả? Ai da. Rồi đi vào bên trong và tìm đường khác đi lên thôi. Cái này mình nghĩ nên đi khám phá lên đó thì sẽ hay hơn. Rồi ở bên đây coi có rương không nhá. Ồ mấy cái, ủa cái này mình, ủa cái này mình lấy chưa ta? Sao mình thấy mình đập hàng rào rồi nè. Nhưng mấy cái này mình lấy hết rồi, giờ đi lên trên thôi. Đây, ai da. Rồi. Và đây có hố nước nè. Hố nước để làm. Ủa? À dùng để trang trí mà. Rồi 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 rồi. Và mình sẽ đi về hướng bên đây. Ồ bị khóa rồi. Ồ chỉ có một vài cái đi được thôi, còn mấy cái bị khóa chắc mình phải dùng cái tower key á. Được được được, một xíu mình sẽ dùng cái tower key để mở cái đó ra thử nhá. Skeleton hả? Ui trên đây nó có cái gì nè. Để lên mình khám phá nốt cái đã. Ồ lại là một cái đường này nữa. Sẽ dùng cách y cổ là bay lên trên nhá. Rồi bám lên và lấy cái rương trong trên này thôi. Đó. Mình loot đồ rất là nhanh luôn. Và đây có một bộ giáp tiếp nè. Rồi mình sẽ lấy hết luôn. Và một cái charm upline one, dùng để làm cái charm upline. Mình chưa biết công dụng của nó là gì nữa. Để mình coi nào. Cái này ăn được không? Không được không được. Chắc nó để làm gì á. Rồi mình sẽ vứt những thứ lên tan tinh rồi sau đó đi xuống dưới nhá. Và giờ thì đồ của mình nó bừa bộn quá. Chắc mình sẽ đứng ở đây một xíu để dọn dẹp đồ, rồi chúng ta sẽ tiếp tục khám phá cái tòa thành của những con Ghast này nhá. Mình mở ra thử. Dùng phải lắp. Mấy cái khóa là mình phải lắp hết chìa khóa thì mới có thể đi vào. Thì ra là vậy. Giờ mình mới đi á. Rồi rồi rồi. Và đây bắt đầu nó, ui sao có nhiều mấy cái chỗ nó bị cháy vậy ta. Cái tòa thành bự mà sao để cháy gì kỳ vậy. Vật liệu này mình thấy nó cứng lắm mà sao để dễ cháy vậy. Ồ hả. Ủa? À đây có đường bay nè, mình bay lên cho nó nhanh. Rồi, gần tới chỗ cao nhất rồi kìa. Chắc ở trên trển là có boss á. Rồi, đặt cái này ra. Steel leaf, I win ingot. Rồi, lấy hai thứ này thôi. Chỉ có vậy à. Rồi, giờ thì mình sẽ bay thẳng lên trên quất luôn. Thôi còn có boss thì quýnh còn nhanh nữa. Ui. Ủa, có gì nè. Hình như phải đặt cái gì lên trên đây thì phải đúng không ta? Đặt cái này thử thôi. À, ăn thử. Ô, cái này ăn được, cái này ăn được. Ăn kệ, ở dưới vùng đất này thì chắc mình sẽ ăn thức ăn ở dưới đây luôn nhá. Ui, ui. Ui. Cái gì á? Ur Ghast. Ui, ui, quá giật ghát, quá giật ghát. Ui, giật hết cả mình á. Quái giật ghát nè. Ủa kỳ vậy. Bự. Ui ui ui, không phải giang vừa đâu. Mưa luôn rồi. Ủa cái gì á? Ủa vừa cháy ghát cái gì á? Ghát nè, ghát nè, ghát nè. Mình sẽ vừa bay vừa đánh nhau luôn. Đó, đánh ghát kiểu mới. Mình sẽ vừa bay vừa tiêu diệt ấy. Tiêu diệt ghát nè. Rồi, cố lên. Ghát hả? Ghát này. Hy vọng gậy đừng gãy giữa chừng. Ghát hả? Ghát hả? Tiêu diệt cây cung của mình á, thấy vậy chứ bắn cũng mất không có quá nhiều đâu, một lần có mười mấy máu thôi à. Wow. Bắn lộn đi. Ồ, gần cỡ rồi. Cộng chiến luôn. Ô, mình đánh ghát bằng tay không luôn nè. Ủa, bằng kiếm luôn nè. Rồi. Ồ, đây là cái hộp nhạc. Và bây giờ mình cần phải tìm lại đồ mà con ghát nó rơi ra nữa. Nè, kinh nghiệm quá trời nè. Nước mắt ghát nè. Ủa vậy cái huy chương đâu? Rồi cái huy chương ghát đâu? Đừng nói là không. Ô công tình mình giết mà. Huy chương ghát đâu? Ôi sao buồn vậy. Mình nghĩ là nó sẽ rơi đâu quanh đây thôi. Cao quá ấy, mình không có xác định được là rơi chỗ nào các bạn ơi. Đằng kia có mấy bé chim. Kia là cái đảo Slam. Ui xét đánh ngay đây nè. Có cái nào rớt ngay đây không? Dưới này thì không có. Tiếc vậy. Ui công tình mình bay mình lượn các kiểu luôn để đánh nhau với nó. Mà giờ không nhận được cái gì hết trơn. Ui đằng kia có anh người sắt kìa. Thôi quánh nốt ảnh luôn đi. Ui đừng. Ui mình đã không nhận được huy hiệu rồi mà đánh mấy anh người sắt cũng không được nữa. Mình không biết con ghát nó rơi ra cái vật phẩm gì cho mình. Ổn ghê luôn á. Mất trắng tay rồi. Đừng cho tôi lên. Ui. Ôi đằng kia còn con nữa kìa đúng không? À không, cái con này là con nhỏ thôi. Cái con này bắn hit là ngỗm à. Ui. Nói chung đánh mấy con trên cao nó cũng có một vài cái bất tiện ấy. Là khi mà mình tiêu diệt được thì không biết nó rơi đồ chỗ nào. Vậy là mình mất luôn cái huy hiệu rồi. Tiếc ghê luôn á. Ồ, có cái nào nó rơi xa hơn cái tầm này không ta? Tại nãy mình thấy nó bay khá là cao nè. Nó có kinh nghiệm rơi xuống nè. Mình sẽ đi xa xa xung quanh một xíu coi. Vừa đánh xong cái là nó xuất hiện mưa luôn á. Ngủ một cái. Trên lá cây đặt cái giường không được. Thôi thế là xong rồi. Làm sao để có thể tiêu diệt được con đó để chúng ta lấy thêm huy hiệu ta? Ok, giờ mình sẽ tìm một chỗ nào đó mình đục mưa đi. Rồi qua cái bên nè, mình sẽ tiêu diệt để gán lấy cái huy hiệu nhá. Chứ đánh mà không được huy hiệu thì buồn lắm. Rồi, ngủ một giấc nè. Sau đó mình sẽ ăn một ít thức ăn để cho nó hồi phục lại. Và chiến đấu chập hai thôi. Hả? Ngủ hoài vậy? Ui. Ui, thế giới này ngủ là ngủ được hoài luôn á. Ai mà thích ngủ á, qua Twilight Forest á, là ngủ thoải mái luôn nhá. Rồi. Ui, ở đây có mấy bé cừu nè. Ô, cừu tím, cừu tím. Trong đây còn có cừu tím nữa. Rồi, tiêu diệt thôi. Một mũi. Xong. Đó, vậy là mình sẽ bay lại đây nè. Rơi khoảng này đúng không? Ui. Đồ rơi đâu rồi? Ôi, thiệt tình đánh mấy con boss trên cao khó nhặt đồ quá à. Mình đánh hai con mà đồ rơi đâu hết trơn rồi. Ồ, mình muốn có cái huy hiệu của con Ghast kìa, chứ đánh mà không có được huy hiệu thì buồn lắm. Mà cái huy hiệu nó rơi phương trời nào á. Bên đây có không? Bên đây là chỗ của con ấy rồi. Không, mấy cái con boss này nó không có đánh dấu cái chỗ mà nó rơi ra vật phẩm nữa, thành ra giờ mình phải tự tay đi tìm nè. Mà tìm thì không có thấy ở đâu hết. Ôi, vậy là đánh xong Ghast mà không nhận được gì luôn. Ồ, tiếc ghê á. Ôi, hơi thất bại một xíu rồi. Để trong thời gian giữa hai tập á, mình sẽ gán tìm thêm những cái tòa thành của mấy con Ghast này nè. Rồi mình sẽ gán tiêu diệt cũng như là nhặt cái huy hiệu của nó thôi, chứ giờ đánh boss mà không nhặt được huy hiệu thì cũng hơi buồn một xíu. Và ok, tạm thời cũng khá là ổn rồi. Và ở đây có một cái cây rất là bự nè. Để mình thử khám phá coi trong cái cây này có gì không nhá. Trong cây này có gì không? Mình ghiều chặt thử coi, biết đâu trong cây nó có cái gì các bạn. Ui. Rồi. Tôi đâu có cần gỗ đâu. Mất cái ghiều rồi. Ôi, mất huy hiệu rồi, giờ còn mất luôn cây ghiều nữa. Tôi trắng tay rồi. Đánh boss, thường đánh boss sẽ nhận được rất là nhiều đồ xịn luôn. Còn mình thì ngược lại, đánh boss mà vừa không nhận được huy hiệu, vừa mất luôn cây ghiều nữa. Ôi trời thì mưa tầm tã. Và ok, cảm ơn các bạn đã xem video này. Và ở tập sau ấy, nếu các bạn muốn mình đánh con boss gì tiếp theo á, thì đừng quên comment ở phía dưới, cũng như là comment số lượng boss trong đây mà mình còn chưa đánh tới nha. Và cảm ơn các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo trong series Minecraft Hexxit. Bye bye.